Vâng, em xin chào quý vị. Xin mời mọi người thưởng thức chất âm của cái bộ dàn Onkyo N3X loa 7X nhá. Vâng. Con này thì là hàng về là sẽ có cả chỉnh bát tép. Đây. Chúng ta có thể ấn nút tông ở đây và chế vặn nút này để tăng giảm bát nhá. Đấy, ấn một lần nữa sang chép. Ấn một lần nữa để sang một chế độ gọi là super bát. Chúng ta có thể on hoặc off lên để cho nó on lên để tiếng bát to hơn, off đi để tiếng bát nó về bình thường nhá. Trôi vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình hàng về thì CD vẫn đang đọc đấy nhá. Ngày mình tin anh đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha thương anh khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom gom yêu quê nhà dâng hết cho người tình ta. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăng trôi tìm đồng cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, mồ phố tim anh hững hờ, tròn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả lúc mình đấy. Đã đi. Ok nhá. Đấy. CD là nó vẫn còn đọc. Ok. Thế con này ngoài CD ra nhá, thì chúng ta có thể là kết nối với cả điện thoại đấy. Để chúng ta là phát nhạc được nha. Đây, chúng ta sẽ chuyển nó từ CD sang điện thoại bằng cách ấn Azimuth ở đây. Cho các đường như đường line này, đường CDR này. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn đúng là đường line cho em nha. Đấy. Cắm ở trên cùng bên tay phải. Đấy. Đấy. Cổng cắm phía trên cùng đấy nhá. Đấy. Cổng line in. Vâng. Thì ngoài ra sẽ có đường CR in nữa nhá. CR in ở dưới đây quý vị có thể là chơi nhạc được nữa nhá. CR in ở dưới này. Vâng. N3X nhá. Con này là đi về với 7X. Made in Japan này. Vâng. Còn Onkyo 7X này thì quý biết rồi. Bọn này thì đều sản xuất ở bên nước thứ ba là Trung Quốc hết nhá. Vâng. Thank you.
truyền nhà tôi chữa bạc tóc, rụng tóc, khói đầu. Bà con gọi vào số điện thoại bên. Thấy nó khác hẳn khi mà chúng ta tăng bát và giảm bát không ạ? Đấy em vừa mới thao tác xem đấy rồi nhá. Để mức bát là cộng 0 và cộng 6 nó sẽ có cái sự khác biệt. Đấy, mà nghe rất là hay nhá. Để mỗi cái mỗi cách chỉnh nó sẽ có một cái hay riêng của nó. Vâng. Đấy. Thậm chí là cũng có thể là để âm xuống. Đấy. Xong đến đấy thì chúng ta sẽ nghe trung âm nhiều và bớt chép đi đấy. Rất là tiện lợi để chúng ta nghe theo ý thích của chúng ta nhé. Đấy thì cái con Onkyon 3X này giá của nó là đi $1,950,000 nhá. Vâng. Con này thì sẽ có vẫn loa về vẫn đủ để căng nhá. $1,950,000. Quý vị là ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Vâng. Đến tại bên em là 0966594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Em xin nhắc lại, địa chỉ 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0966594581. Vâng, con này điện 100V nên là mọi người cắm điện cẩn thận cho em, không là cắm nhầm là nó cháy thì rất là phí. Vâng. Đấy. Xin chào quý vị.